Thử thách một ngày ăn cơm tại nhà. Xin chào mọi người, lại là Putan gì đây? Thì ăn cơm tại nhà, nhưng mà mình muốn nhanh gọn mà còn vẫn là bà phải ngon nữa, nên là mình múc của ông anh mình một xíu xíu đồ ăn thôi nè. Đây đây, có đúng một em tay heo xông khói, thêm một hộp pate thơm béo về ăn kèm bánh mì, với thêm một em gà ủ muối nguyên con nữa thôi chứ nhiều. À mà em gà 3,5 lít này thì cũng có nước chấm đi kèm luôn. Cơm mà thấy anh chủ bảo ra này phải để tủ lạnh 10 phút ăn mới ngon, nên là trong thời gian này mình nhờ mami thái tay heo luôn. Còn mình thì đi ăn bắp. Phần quà có chích chốc tặng nhân gì tham gia hát sắc ăn ngon nấu gọn. Đầu tiên là một em bình nước xinh xắn, tiếp theo là tấm thiệp khuyến khích mọi người chia sẻ những món ăn ngon, cùng hashtag ăn ngon nấu gọn để nhận quà như mình nè. Cơm mà bộ dao muỗng dĩa này chưa phải là hết, còn cả các món siêu mà lên từ G Kitchen nữa nè. Ta nói chiên thêm cả mấy viên thịt viên nấm và rau củ thì vẫn là thừa kịp 10 phút luôn nè. Ta da, mâm cơm nhà trông khá là đơn giản. À mà thịt gà ủ muối được tẩm ướp gia vị thơm phức luôn, thêm cái là cắn miếng thịt mình thấy gia vị ngấm khá là vừa ăn rồi nha. Cơm mà ai thích tận hưởng cả giấc mạnh thì cứ chấm đẫm vào cái bát nước chấm này. Ta nói cày cứ phải gọi là nhức cái nát, còn em ta heo sông khó này thì thơm khỏi nói. Chấm sốt là một miếng nhai giòn sần sật, thêm cái là cuộn vào cùng rau sống, cả kim chi và dưa chuột ăn hợp cực kỳ nhá. Ít sỏi xong rồi phải làm thêm đôi ba viên thịt rau củ, thêm cả viên thịt nấm thơm thơm. Rồi bữa nay mình trắng miệng bằng một bát tàu phớ chân trâu đường đen là xong rồi. Ưng cái bụng rồi xin mời thử thách tiếp theo nha.